Wow, các bạn ơi, hôm nay bạn Ken có hả 4 con cá robot luôn nha. Wow, đã chưa ta? Không phải con cá robot đâu. Wow, chứ cá gì? Cá đẹp. Cá đẹp hả? Đây các bạn ơi, đây là con cá robot nha. Cá đẹp của bạn Ken đấy. Nè, cho không các bạn. Không phải con cá robot đâu. Đúng rồi, con này là con cá robot, con bỏ pin vô nó bơi được dưới nước á, biết không? Rồi, đây là con cá màu tím nha, có mấy con lận? Rồi bạn Ken có 4 con nha. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở con cá màu tím cho chúng ta xem thử nha. Con cá này nó bơi thế nào. Đây con lấy cái bình nước ra chứ để nó rớt pin vô nước là hư á. Này bạn Ken bắt đầu mở con cá màu tím ra nha. Đây. Rồi rớt 2 cục pin, rớt cá luôn rồi. Rồi con cho các bạn xem thử. Đây đây nè các bạn ơi, đây là pin của con cá nè. Còn đây là con cá robot nha. Đó, con cá robot này mình để nó đứng lên thì nó bơi được, còn nằm đó quá nó bơi rồi. Quá. Wow. Rồi nè, bạn Ken cho các bạn xem thử nè. Mình để đứng như vậy nè các bạn. Đó. Đó, mình để đứng như vậy nó bơi, nó sẽ có đèn nè, đây cái đuôi nó. Mình để nằm thì nó không có bơi được. À. Rồi, để đứng nó mới bơi được. Bây giờ mình bỏ xuống nước con cá này đi ha, xong rồi cho bạn Ken mở mấy con cá kia ra. Đây, bỏ dưới nước cá này cho nó bơi. Quá wow, đẹp quá trời ơi. Một hồi mình đem cá ra cái hồ bự cho em bơi ha. Rồi bạn Ken sẽ mở con cá màu xanh lá cây ra. Đây quá wow, một con cá màu xanh lá cây. Rồi đưa pin ta giữ cho. Pin đâu? Pin hết rồi. Đây. Rồi con, rồi con đưa cho các bạn xem cá màu à. Ý con này con cá màu hồng chứ. Thế được. Rồi bỏ con cá màu hồng vô bơi luôn. Hai con cùng bơi nè các bạn ơi, đó. À, đây. Rồi cái hồ này nhỏ quá, mà bỏ cái hồ bự cho các bạn xem. Đó, con cá nó bơi kìa. Con thích không? Rồi, bạn Ken sẽ mở tiếp một con cá màu xanh nước biển nha. Nước pin hết rồi. Qua đưa cục pin này, rồi bỏ cục pin qua đây. Này là pin người ta cho theo nè. Rồi, thì con bỏ con cá màu xanh vô thử. Qua, wow, bạn Ken dùng cùng luôn. Rồi, con cá nó bơi luôn. Qua. Wow. Ê, còn một con nữa các bạn ơi. Còn một con cuối cùng. Còn một con cá cuối cùng, một con cá màu vàng. Wow. Rồi pin đi đâu rồi? Pin văng đi đâu rồi? Pin văng đi đâu rồi ta? Cục pin văng đi đâu mất tiêu rồi. 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 À, con bỏ vô đi chút là bác kiếm cho. Bạn Ken làm văng 2 cục pin rồi. Đây các bạn ơi, rồi. Đây đưa cho các bạn Ken xem thử. Wow, bạn Ken dục vô luôn rồi các bạn ơi. Đây chúng ta có 4 con cá nè. Wow, mấy con cá đang bơi luôn. Đây. Đây. Wow, chết một rồi. Con cá màu tím. Bỏ vô thì vậy con cá chết á. Wow, cái hồ này nhỏ khó quay quá. Để bà chế nước cao lên chút nha. Bà chế nước cao lên cho nó bơi cũng mới được. Và chế nước thêm rồi đó các bạn ơi, thấy không? Đây bây giờ mới nhìn rõ nè, nhìn rõ mấy con cá nè. Wow, đẹp quá con ơi. Đẹp không? Đẹp. Cá đẹp không bạn Ken? Đẹp. Con thích không? Thích. Wow, đây bạn Ken đang cầm một con cá màu vàng với một con cá màu hồng. Wow. Rồi bây giờ con thích con này rồi, con có cho các bạn được không? Có. Rồi con cho các bạn mỗi người một con nha. Rồi bây giờ này ai mà thích con cá này thì cứ comment ở dưới này, thích màu nào nói màu đó, bạn Ken sẽ tặng cho bạn đó một con cá nha. Đây một con cá màu xanh. Đây một con cá màu xanh nè, mình bóp bên đây rồi đó. Wow, nó có đèn rồi. Đây, cái đuôi của nó nè. Đây con cá này mình bóp 2 cái lỗ màu đen này là nó chạy nữa các bạn ơi. Wow, rồi con cho con cá lặn xuống dưới luôn hả? Wow, con cá lặn giỏi như ta. Con cá này với con rùa con nào bơi giỏi hơn? Con cá bơi giỏi hơn. Con cá bơi giỏi hơn hả? Con rùa bơi không, con rùa bơi không, con mồi nó bơi không nhanh. Con cá bơi nhanh hơn. À, con rùa nó bơi không có nhanh mà con cá này hả? Wow. Ôi. Bùm bùm bùm. Rồi con đếm coi mấy con cá. 1 2 Rồi con nói màu coi. Màu hồng. À cá đó màu hồng. Rồi cá này màu gì? Màu vàng. À màu vàng. Màu gì?
màu tím. Tím. Đây màu gì? Biển. Ừ, màu xanh nước biển. Wow, mấy con cá này nó bơi chừng nào nó mới hết pin con? Hả? Chừng nào nó mới hết pin? Chừng nào con cá nó chơi sao vậy? Con bỏ pin vô à? À, con chơi chừng nào nó hết pin thì con bỏ pin vô hả? Đây các bạn ơi, wow. Ừ, nguyên một bầy cá robot luôn. Ôi, có con cá màu xanh nó lặn mới trồi lên kìa. Bây giờ mình cho con cá với con rùa đua với nhau không? Có. Có hả? Vậy ba bắt con ba ba chứ. Con ba ba đem lên cho mấy cá này với ba ba bơi chung nha. Dạ. Rồi, đây các bạn ơi. Đây là mấy con ba ba có bằng khen hôm bữa đây. Rồi, bây giờ mình cho ba ba với mấy con cá này đua thử nha. Rồi, mình bắt thử một con này mình bỏ vô cho nó bơi đi. Ui. Quá đó kìa, con ba ba với con. Rồi bỏ vô. Wow. Ba. Ôi, nó đang bơi đua nha đó. Rồi thêm một con ba, nữa nè. Tôi không ngốc rồi. Rồi nó sợ nó trốn chui vô đất luôn rồi hả? Bắt rồi, lên. Bắt lên, bắt lên. Rồi bỏ vô. Đây. Đây. Quá. Ơi đó. Wow. Đây một con chui đất nè. Còn không? Còn con nữa nè. Đấy. Wow, một hồ cá robot kia. Mấy con ba ba nè. Wow, mấy ba ba nó bơi nè. Gì vậy? Cờ kẹo rớt vô bụng luôn. Kẹo rớt vô bụng luôn hả? Ừ, rớt đi chứ. Đâu? Để khi gom. Ba, kẹo xin gom này ai mua cho con vậy? Ông nội. Ông nội mua cho con á hả? Ông nội con ăn kẹo khi gom sao mà con hết bệnh nè. Ừ. Rồi bây giờ để cho các bạn xem mấy con cá này lần cuối nha. Đây là con cá robot màu xanh. Đây, cái nút bấm của nó ở đây nè. Đó. Wow. Đây các bạn ơi, cái đuôi của nó đây. Đó, cái đuôi nó nè. Đó, nó quất lên, quất lên, nó quất lên, quất. Rồi, đây là con cá màu hồng nha. Đây là con cá màu hồng. Wow, bỏ dưới nước là nó bơi. Bơi chí ché luôn. Đây. Wow, nguyên hồ cá bơi với mấy con ba ba. Rồi, video đến đây là hết rồi nha. Hẹn gặp lại các bạn. Rồi, con máy bay các bạn đi. Ừ, máy bay các bạn đi. Hẹn các bạn video lần sau nha.